Anh Thông, sao anh còn tới đây nữa? Tôi đã nói rõ với anh rồi còn gì. Em ngồi xuống đi. Anh uống nước xong rồi anh đi. Em ngồi đi. Em ngồi xuống đi. Anh đã nói rõ ràng với em rồi mà. Vì em không tới điểm hẹn, anh quá nhớ em nên bắt buộc anh phải tới đây. Anh Thông, chồng của em sắp về rồi đó. Anh về giùm em đi, em xin anh đó. Em đừng có gạt anh. Hôm nay chồng em đi thi, chính chồng em đã nói cho anh biết rồi mà. Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa đây? Em muốn kết thúc mối quan hệ này. Anh có nghe em nói không vậy? Anh đi về giùm em đi. Anh đi về đi. Em sao vậy? Mỗi lúc gần anh, em đều được thỏa mãn kia mà. Với lại, mấy hôm nay chồng em luôn buông công việc nhà, đâu còn tâm trí đâu mà dành cho em sự lãng mạn ngọt ngào. Phương à, anh rất là nhớ em. Anh sẽ bù đắp cho em nhé. Anh bị cái gì vậy anh Thông? Anh thôi đi anh Thông, anh Phương bỏ tôi ra đi mà. Yêu em chồng tôi sắp về, tôi sẽ nói chuyện này với vợ của anh biết đó. Anh có buồn tôi ra không? Em tính nói sao? Em định nói là tôi với chồng cô yêu thương thắm thiết lâu nay, bây giờ tôi không thích nữa. Cô nên lo giữ chồng cô đi à. Anh, sao anh? Ông bỏ tôi ra. Ông bỏ tôi ra. Cô gái xinh đẹp của anh, em ngoan đi, đừng làm anh mất hứng. Ngoan đi. Anh bị cái gì vậy Thông? Anh thả tôi ra đi mà. Anh bỏ tôi ra đi. Ngoan mà đi. Tôi mà xin anh em... anh Thông mà. Ngoan đi mà. Đi mà đi. Tôi xin anh Thông mà. Bỏ anh tôi ra em đi quá. Bỏ tôi ra đi mà. Bỏ ra đi. Anh Thông mà. Tôi xin anh đó. Anh Thông, bỏ tôi ra đi. Anh Thông mà. Tôi xin anh đó. Ông Hải ơi, xin ông tha cho thằng Tùng em con. Đừng, đừng con. Không có lỗi gì hết á. Vợ chồng con mới là kẻ gây ra tội. Ông tha cho thằng Tùng nha. Đừng, ông ơi. Đừng, nghe ông nói nè. Con mẹ đứng lên đi. Cái gì từ từ rồi nói, nghe không? Bà con chòm xóm người ta nhìn vô kỳ lắm nghe con. Chị đứng lên đi. Vô nhà uống nước rồi nói chuyện. Không đâu cô hai. Tôi đến đây nhận tội là muốn xin tội cho thằng Tùng. Ông hai, ông hai trừng phạt con đi ông hai. Con mới là người có tội mà ông hai. Con đã hại hết người thân của mình. Chồng con thì chết, con của con, má của con không biết đang ở đâu nữa. Chị ơi chị, anh Tùng anh còn chưa khỏe. Chị đừng có để anh biết việc nhà. Nè, mày nghe tao nói, mày yên tâm đi. Mày yên tâm đi, đừng có lớn tiếng. Chuyện của thằng Tùng mà tao thu xếp xong hết rồi. Tao cũng cho người đi kiếm thím sáo với con của bay rồi. Con thấy không, mặt mũi nó nhợt nhạt khóc khát, biểu nó về ngủ cho lợi sức đi. Còn mồ mả có chồng bay ra sao rồi? Hả? Đứng đi đâu mà phải tìm nó? Rồi mồ mả gì nữa chị ba? Kìa anh Tùng, anh còn chưa khỏe, anh xuống giường chi vậy? Chị ba, Tùng ơi, Tùng, anh ba của cậu chết rồi, anh ba
thằng Đức nó cũng bỏ đi đâu mất rồi. Mấy nay mọi người kiếm thằng Đức, kiếm má mà không có ra. Tông An, Tông An, bình tĩnh nha. Em hãy nhớ kỹ lời anh nói nè, nếu như anh nhắn mà em không tới điểm hẹn, chắc chắn anh sẽ tới tìm em. Lúc đó em đừng có trách anh. Anh Lộc ơi, em biết làm sao đây, em biết làm cách nào để thoát ra đây. Anh Lộc ơi, bây giờ em phải làm sao, làm cách nào để thoát ra khỏi chuyện này đây? Tùng nè, con muốn lo lắng cho gia đình con thì bản thân con phải mạnh khỏe trước đã. Vết thương bây chưa có lành, bây đòi đi tìm, tìm chưa được ai thì bé đã ngã quỵ ngoài đường rồi. Ta không có muốn bay như vậy đâu. Ông hai ơi, nhưng con không thể. Không, không có cãi ông. Lo cho vết thương lành lặn trước cái đã, rồi muốn lo cho ai đó thì lo. Rõ chưa? Con cảm ơn ông hai, cảm ơn cô Trang Đài. Anh có giận em không? Tại sao anh phải giận em chứ? Vì em đã cố tình giấu anh tất cả mọi chuyện. Anh biết là em lo cho anh mà. Nhưng nhà anh, nhà anh xảy ra nhiều chuyện quá, anh không thể nào nằm yên một chỗ được hết. Anh Tùng, em sẽ thay anh đi tìm bác Sáu với lại thằng bé Đức. Anh cứ giao việc đó cho em nha. Không để ý tới mấy cái chuyện dớ dẫn này nữa, để sức mà tìm máy thằng Đức. Dạ thầy, cho con hỏi, lâu nay bác Sáu có tới viếng chùa không thầy? Lâu lắm rồi, thí chủ đó thầy không có thấy tới đây để viếng chùa. Dạ cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Con xin người hãy phù hộ cho anh Tùng với lại thần Mừng Mao bình phục. Người hãy phù hộ cho gia đình của anh Tùng. Anh Tùng anh đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Xin người hãy phù hộ, phù hộ cho mọi người có thể tìm tới bác Sáu và thằng bé Đức, cho họ trở về bình an. Nghe cái chuyện của cô Lan gì đó mà tôi thấy bực ghê. Chia tay rồi trở lại y như con nít vậy đó. Tôi mà là chú Tùng á nghe, là tôi không có thèm đâu á. Thà lấy cháu của ông Hai, bộ không sướng hơn hả? Mà thím nè, hôm nay tôi thấy thím không được vui. Bộ vợ chồng cắn đắng nhau hả? Ờ, dạ đâu có. Từ lúc cưới nhau tới giờ, vợ chồng em đâu có cãi nhau lần nào đâu chị. Sao kỳ vậy cả? Bộ chú Út chưa nhận được thư của mình hay sao? Không đâu, chắc là nhận được rồi. Nhưng mà nhận rồi sao không thấy động tĩnh gì hết trơn cả? Không lẽ chú không tin? Chị Hai không tin em hay sao mà nhìn em dữ vậy? Tôi không tin thiệt á. Tại nào giờ đâu có thấy thím ủ rũ như hôm nay. Chắc tại em lo cho má, em lo cho thằng Đức, rồi lo cho anh Lộc nhà em nữa. Ngày nào mà chưa tìm được má là ngày đó anh Lộc anh ngủ không có yên. Giống như bài thi vừa rồi á, anh làm bài đâu có được đâu, anh không có tập trung gì hết á. Ông Mai nhà này cũng vậy á, chạy ngược chạy xuôi à. Riết rồi tôi không có cậy nhờ ông được chuyện gì hết, mà còn tốn thêm cái tiền xăng cổ nước nôi cho ông chạy. Mà ông Hai ông nói ông kiếm người để đi tìm má rồi, vậy mà hai cái ông nhà này cũng không chịu ngồi yên. Thôi cũng trễ rồi, em xin phép chị Hai em về trước. Ủa? Hôm nay chú về đây sao mà thím về sớm vậy? Ngày mai anh mới về lận. Chỉ là em đi từ sáng tới giờ, cửa tiệm đóng cửa, cho nên bây giờ phải mở cửa ra coi có ai mua thuốc không, để họ chờ tội nghiệp họ. Thôi em về nghe chị. Thím về. Về bán thuốc hay là hẹn hò với nhân tình đấy? Mà tức chú Út thiệt chứ. Trong thư đã viết rõ ràng như vậy mà sao không tỏ thái độ gì hết trơn ta? Sao ta? Con à, mẫu. Con có tin tức gì không con? Con tìm khắp cả chục cái chùa mà cũng không tìm thấy bác Sáu đâu. Kể cả hỏi biết bao nhiêu người cũng không ai biết thằng Đức đâu hết trơn á. Thôi con, vô nghỉ ngơi chút đi, mợ dọn cơm cho con ăn nghe. Vô đi con, bữa khác đi. Bữa nay tìm không được á thì ngày mai tìm. Đừng có lo lắng quá, thế nào cũng tìm được mà. Thằng Mừng nó uống thuốc chưa hả mợ? Ăn cơm uống thuốc đầy đủ rồi, đang nằm chơi ở trỏng á. Hồi nãy mợ có qua nhà ông Hai thăm Tùng, thấy nó khỏe nhiều rồi, mợ cũng mừng. Thôi con vô nhà ngồi chơi đi, rồi mợ dọn cơm cho con ăn nghe. Vô đi con. Dạ. Phương à, anh nhớ em quá. Em cho anh gần em nha. Anh không ạ, nghe em nói phải kết thúc mối quan hệ này thôi. Anh phải về với vợ của anh, tôi còn phải về với chồng của tôi nữa chứ. Phương à, em có biết là anh hạnh phúc tới mức nào kể từ khi quen biết em hay không? Nếu không có em, cuộc sống của anh không có nghĩa. Anh xin em, anh xin em đừng có xa anh nữa. Bỏ tôi ra đi mà. Tôi xin anh, tôi xin anh bỏ tôi ra đi mà. Bỏ tôi ra Phương, đi mà. Bỏ tôi ra đi mà anh Tùng ơi. Anh yêu em lắm, anh yêu em mà. Anh yêu em rất nhiều Phương à. Bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Anh Tùng bỏ tôi ra đi. Phương, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này thôi, anh hứa với em,
anh sẽ không tới làm phiền em nữa. Anh yêu em mà Phương, anh rất nhớ em. Bình tĩnh đi. Sự thật không phải như vậy đâu. Không, không phải như chú nghĩ đâu chú Lộc à. Tôi, cô Phương, chính cô Phương là người đã cố tình quyến rũ tôi đó chú Lộc à. Cho nên chú phải thông cảm cho tôi. Tôi là người đàn ông mà. Cho nên không phải bình tĩnh lại đi mà. Không phải như vậy đâu. Chú, nghe em nói nè anh ơi. Nghiêng ngay. Trước khi tôi không còn đủ bình tĩnh. Cút ngay. Nhìn em nè anh Lộc ơi, em xin lỗi anh, em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh tha lỗi cho em đi mà anh Lộc ơi, tha lỗi cho em đi mà. Anh Lộc ơi, anh Lộc tha lỗi cho em đi mà, anh tha lỗi cho em đi. Chồng ơi, em yêu anh mà. Anh ơi, đừng bỏ em đi mà. Anh ơi, em xin anh đó, đừng bỏ em đi mà. Chồng ơi, ở lại đi. Vợ con. Má, sao má có cái nhìn lạc hậu vậy má? Má nhìn làm sao bằng con nhìn hả má? Còn chuyện của vợ chồng con, má mặc kệ đi. Vợ con là người như thế nào con hiểu rõ hơn má. Thì ơi, con có lỗi với má nhiều lắm tía. Chỉ vì tin lời con vợ lăng loạn chắc nết mà con đã làm cho má đau lòng. Tía, bây giờ con phải đi tìm má ở đâu hả tía? Con muốn quỳ xuống tha tội với má để má tha lỗi cho con. Tía ơi, tía chỉ giúp con đi tía. Tía về giúp con đi tía ơi, tía. Thằng nhỏ đó hả? Dạ. À, hồi tuần trước tôi có cho nó quá gian lên chợ Thành Nhật, nó bán vé số cho anh á. Vậy hả anh? À, tại vì mấy ngày nay tôi lo bu chuyện gia đình quá, cho nên tôi không có biết nó mất tích. Thôi, để ngày mai tôi theo xe lên trển, tôi hỏi thăm giùm cho. À, dạ, cảm ơn anh nhiều. Ngày mai tôi sẽ lên trên đó coi. Cảm ơn không anh. Không có gì. Cầu trời khẩn Phật cho con tìm thấy thằng bé Đức. Mới tuần trước người ta còn thấy nó bán vé số ở khu vực này, nhưng mà mấy ngày nay không thấy nó đâu nữa hết.
Con cũng đi tìm nó khắp nơi quanh đây, nhưng mà cũng không thấy. Con xin người hãy che chở cho nó, phù hộ cho bác Sáu. Mọi người biết gì hết trơn vậy? Má con ở nhà cứ khóc lóc tìm con quá trời luôn á. Đi, để cô dắt con về với má. Đi, đi con. Không về đâu. Đức, con sao vậy? Không, má con lo cho con lắm đó. Không về. Nè, không được. Không, má con đang lo cho con. Nè, Đức. Đức. Đức ơi, vô ngoài lấy cơm. Bác Sáu, gặp được bác con mừng quá. Con với anh Tùng tìm bác khắp nơi luôn á. Sao bác lại lên đây? Bác Sáu, con gặp được bác rồi. Tùng, dạ ông hai của Trang Đại. Gần tay, vô nhà nghỉ đi con. Ông hai để con làm đi, con nghỉ ngơi mấy ngày nay rồi, con thấy ngứa ngáy tay chân lắm. Không có cãi lời ông hai, ông muốn con nghỉ ngơi cho thiệt khỏe. Ông kêu mấy đứa nó tới nó làm thế con rồi kìa, nghe không? Không nghe lời, một lát con Trang Đại nó rầy là ráng chịu ha. Ý trời, nội ơi, con là chịu thua ca này lâu lắm rồi. Giờ hả, ông cháu mình á chỉ có nước làm mấy cô Lan á thì mai ra. Anh Tùng ơi, anh Tùng. Ủa? Anh Tùng. Lan. Em tới đây có anh chuyện Tùng. Gì vậy? Dạ, con chào ông hai, chào cô Trang Đài. Em đã tìm được bác Sáu với thằng bé Đức rồi. Em nói thiệt hả? Bây giờ má anh đang ở đâu vậy? Má anh với mọi người đang tập trung ở nhà chị Điểu á. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Đất ơi, má mừng quá. Má mừng quá. Chân con lành rồi hả? Dạ. Mới mở hôm qua đó con. Má mừng lắm. Má ơi, má, sao má vô chùa mà má không nói với con tiếng nào vậy? Má có biết là con lo cho má lắm không? Má mà có bề gì, làm sao mà con sống nổi đây? Con mà có bề gì á, má cũng không sống nổi nữa. Sao bỏ đi đâu mà không nói với má tiên nào vậy? Con nghe ba nói, con là con quen. Nếu con mà có ở cái nhà này, ba sẽ không để má yên. Con sợ ba đánh con, giết con lắm. Nếu mà con không bay hết với số, thì ba đánh con chết luôn. Thank you.
con nữa. Ba sẽ không la, ba sẽ không đánh con nữa nha. Mày bữa nay con sống sao? Con ở trong chùa với ngoại hả? Dạ. Không sao hết, ba thương con nha. Ba không có đánh đập con nữa, không khóc nữa, không khóc nữa nha. Con nhớ má lắm. Tôi không ngờ em lại là loại đàn bà như vậy. Trong khi tôi một lòng tin tưởng em, yêu thương em, lo lắng cho em, vậy mà em hà khắc với má tôi, em phản bội tôi. Tôi đúng là một thằng ngu mà. Vì em mà tôi đã đẩy má tôi ra được. Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Em biết lỗi của em rồi. Em hứa em sẽ không làm vậy nữa đâu. Tha lỗi cho em đi mà. Anh ơi, em hứa. Thôi đủ rồi. Chán ngán lắm rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn nghe một từ nào từ em nữa. Em đi đi. Tôi sẽ trả lại tự do cho em. Em hãy đi theo người mà em yêu đi. Anh ơi, tha lỗi cho em đi mà anh ơi. Em yêu có mình anh thôi mà. Anh cũng biết mà anh lòng. Em không có yêu ai hết á. Chẳng qua là em nông nổi, em yếu lòng cho nên mới làm tổn thương anh thôi. Anh ơi, anh đánh em đi, anh đánh em đi, anh đánh em đi nè. Anh muốn làm gì em cũng được, anh đánh chết em đi. Em sai rồi anh ơi. Em xin anh đừng đuổi em ra khỏi cái nhà này mà. Anh đừng có bỏ rơi em mà anh Lộc ơi. Đừng bỏ rơi em. Tôi bỏ rơi em sao? Hay là chính em đã biến tôi thành trò cười cho thiên hạ? Anh làm gì vậy? Đừng ly hôn. Tôi đã viết sẵn rồi đó. Không, không mà. Chỉ cần em ký vào là em sẽ được tự do. Không mà anh Lộc ơi, đừng làm vậy mà. Anh ơi, đừng làm vậy mà anh ơi. Anh ơi. Còn bây giờ tôi phải đi tìm má tôi. Anh ơi, đừng làm vậy mà anh ơi. Đừng bỏ rơi tôi em. Hy vọng sau khi tôi trở về, tôi không còn muốn nhìn thấy mặt em trong căn nhà này nữa. Đừng đi mà anh Lộc ơi. Đừng bỏ em mà anh Lộc ơi. Chồng ơi, đừng đi mà. Có chưa khỏe lắm? Ngồi xuống đi. Dạ, cảm ơn ông hai. Dạ, con đội ơn ông hai. Cảm ơn cháu đã chăm sóc cho thằng Tùng những ngày vừa qua. Công ơn đó má con ghi lòng tạc dạ. Thêm là nếu mà nói ơn nghĩa thì ông cháu tôi mang ơn mẹ con thêm mới phải. Nếu mà không nhờ thằng Tùng á, nó cứu giúp á, thì cái mạng của con cháu gái tôi nó tan nát hết rồi. Cho nên bữa nay tôi cho người rước thím qua đây, bởi vì có một cái chuyện muốn bàn. Dạ, thưa ông hai, xin ông hai cứ dạy biểu. Đáng lẽ ra thì ông cháu tôi á, phải qua tới bên nhà thưa chuyện với thím mới là phải đạo.
Nhưng mà cái vết thương của thằng Tùng nó chưa lành hẳn. Tôi e là di chuyển tới lui nó cũng không có tiện. Ông Hai đừng lo, vết thương của con bây giờ lành lại nhiều lắm rồi. Bác sĩ có nói vết thương của anh Tùng sẽ mau lành lại thôi. Bác yên tâm nghe bác. Tôi mời thím qua đây là cũng để nói cho thím với thằng Tùng biết là bắt đầu kể từ bữa nay, thằng Tùng nó không phải làm không công cho nhà tôi nữa.